Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Ở video lần trước, chúng mình đã cùng các bạn khám phá 4 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng top 7 tập phim Team Up Power Rangers hay nhất. Hôm nay, ta sẽ cùng nhau điểm mặt nốt 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng để xem đâu là tập phim Team Up ấn tượng nhất mà nhóm chúng mình đã lựa chọn, tổng hợp và đánh giá nhé. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, hãy cùng bắt đầu luôn nào. Ở vị trí số 3, tiếp tục là một tập phim Team Up nằm trong series Power Rangers Wild Force mang tên Reinforcements from the Future. Tập phim số 24 và 25 khi chiến đội Wild Force gặp mặt chiến đội Time Force. Câu chuyện bắt đầu khi 3 tên quái vật từ tương lai tới thế giới hiện tại đem theo một thiết bị kỳ lạ. Sáng hôm sau, chúng đối đầu với đội phòng vệ Silver Guardians dẫn đầu bởi Wes và Eric. 3 tên quái vật với sức mạnh đầy áp đảo đã khiến cho Wes và Eric gặp một phen lao đao. Trước tình thế nguy cấp, các Wild Force Rangers đã đến ứng cứu và khiến 3 tên quái vật kia phải tạm thời rút lui. Tại trụ sở của Silver Guardians, Wes và Eric đã liên lạc xuyên thời không với Trip, Green Time Force Ranger, để điều tra thông tin về 3 tên quái vật lạ mặt kia. Trip tiết lộ đây chính là 3 kẻ mà các Time Force đang truy lùng ở năm 3001 nhưng bị mất dấu. 3 tên quái vật này đã âm mưu thống trị tương lai. Trước tình thế đó, Wes và Eric phải đề nghị sự giúp đỡ từ các Wild Force Ranger để ngăn mối họa. Họ được Taylor dẫn tới Animarium. Tại đó, họ phát hiện ra 3 tên quái vật này gốc gác nửa là Mutant, phản diện trong series Time Force, và nửa là Ong, phản diện trong series Wild Force. Tên gọi của chúng là Mute-Ongs. Ở mốc thời gian tương lai năm 2001, Cady, Trip và Lucas tới tìm Nadira và Renzik, đưa họ về thời gian hiện tại để giúp sức cho các Rangers trước kế hoạch của tụi Mute-Ongs. Wes, Eric cùng các Wild Force Rangers một lần nữa đụng mặt 3 tên Mute-Ongs. Xong, tiếp tục bị chúng áp đảo và đứng trước tình thế nguy kịch. Ngay lúc đó, Jen, Pink Time Force Ranger đã xuất hiện ứng cứu giúp các Rangers có thể rút lui. 3 tên Mute-Ongs sử dụng thiết bị mình mang theo để tới xào huyệt của các Ongs. Tại đó, chúng gặp Master Ong và khấu đầu phụng sự chủ nhân đích thực. Trước sức mạnh áp đảo và âm mưu thống trị thời không của đám Mute Ongs, hai chiến đội Time Force và Wild Force sẽ phải làm gì để ngăn chặn mối họa này? Xét trên phương diện nội dung, Reinforcements from the Future xây dựng một cốt truyện khá tốt với tuyến phản diện áp đảo, đủ để trở thành mối đe dọa khiến hai nhóm chiến đội phải cùng cộng tác để ngăn chặn. Sức mạnh của chúng được khắc họa vô cùng rõ nét và có điểm nhấn. Không những vậy, gốc gác xuất thân cụ thể của ba tên Mute Ong cũng được làm rõ, làm thỏa đáng những thắc mắc của khán giả. Việc phân chia câu chuyện ra làm hai tập phim khiến mạch phim được duy trì ổn định, không bị quá gấp gáp. Và còn hơn như thế, phim làm được một điều vượt qua cả kỳ vọng của khán giả, đó là cho Renzik, phản diện chính của Power Rangers Time Force, một đất diễn đủ nhiều, đào sâu lại xuất thân của ông, cũng như cho ông ta cơ hội để hoàn lương. Phân cảnh chiến đấu ở cuối phim cũng được triển khai rất tốt, với thời lượng vừa đủ và các cảnh hành động mãn nhãn. Có thể nói, hai nhóm chiến đội đã phối hợp vô cùng ăn ý với nhau. Tóm chung lại, đây là một phần phim tương đối hoàn thiện. Song, có một nhược điểm nhỏ nhỏ là khoảng cao trào gần như chỉ xuất hiện ở cảnh chiến đấu cuối, nên tuy sở hữu một cốt truyện hay, chưa chắc rằng phim hoàn toàn có thể giữ chân khán giả xem phim ở những mạch đầu. Với những tiêu chí trên, phim đứng ở vị trí số 3 trong bảng xếp hạng. Nằm ở vị trí số 2 là Thunderstorm, Team Up the Power Rangers Dino Thunder và Power Rangers Ninja Storm. Nằm trong tập 31 và 32 của series Power Rangers Dino Thunder. Nối tiếp những tình tiết ở tập cuối Power Rangers Ninja Storm, các Wind Rangers đã sử dụng sức mạnh cốt lõi bên trong mình để đẩy Lord Thor cùng đạo quân của hắn xuống dưới vực sâu quỷ dữ, The Abyss of Evil. Tuy nhiên sau khoảng 1 năm, hắn đã tìm được cách thoát ra khỏi nơi này để quay lại với thế giới loài người. Lúc này ở học viện đào tạo những ninja, Shane, Tori và Dustin đã trở thành những sensei thực thụ, trực tiếp đào tạo, huấn luyện những lứa ninja kế vị. Sau buổi tập luyện, họ nhận được một bức thư từ Sensei Watanabe, triệu tập họ tới gặp ông ở nơi cao nhất của bến cảng Blue Bay vào thời điểm hoàng hôn xuống. Sensei cho họ biết về sự trở lại của Lord Thor, và để chuẩn bị đối đầu với hắn, ông trao lại cho các học trò những Wind Morphers cải tiến. Xong, có gì đó không ổn ở những chiếc Morphers này. Ngay khi ba chiến binh đeo nó vào và kích hoạt biến thân, họ đã ngay lập tức bị tà thuật chi phối và đánh mất ý chí, chỉ còn lại tham vọng muốn hủy diệt vịnh Blue Bay và cả thế giới. Lúc này, Lord Thor lộ diện thân phận thực sự sau khi đã quy phục được các Rangers. Lord Thor quay trở lại học viện đào tạo những ninja với hai tên cận vệ mới, theo sau đó là ba Wind Rangers. Cùng nhau, họ tàn phá học viện cũng như tấn công các học viên theo học tại đây. Những ninja bại trận đã bị Lord Thor hút thân xác vào bên trong một chiếc bình. Mara và Capri lúc này đang theo học tại học viện đó. Để thoát khỏi sự trừng phạt của Lord Thor, họ đã ngay lập tức quy hàng. Trước lúc đó, Cam vì nghi ngờ sự mất tích của cha mình, Sensei Watanabe, nên đã đi tìm tung tích của ông và đồng thời phát hiện ra sự trở lại của Lord Thor từ vực sâu quỷ dữ. Khi anh quay trở về cũng là lúc chứng kiến cảnh tượng học viện bị tàn phá nghiêm trọng. Anh đã ngay lập tức liên hệ với Blake và Hunter
để lên kế hoạch ứng phó. Bà Dino Rangers sau buổi đi xem giải đua xe thể thao của Black đã quay trở về Dino Lab khi nhận báo cáo về cuộc bạo loạn của các Green Rangers trong thành phố. Họ tới chiến đấu để ngăn chặn cuộc tàn phá này nhưng bị áp đảo một cách nặng nề. Không thể đối chọi lại, các Dino Rangers buộc phải rút lui. Về với Dino Lab, nhóm Connor bất bình trong việc bị thua cuộc. Họ muốn dùng toàn lực khả năng của mình để triệt hạ các Green Rangers, nhưng Tommy đã nhắc nhở cho họ nhớ về trách nhiệm của những Rangers, rằng họ phải ngăn chặn nhóm Green Rangers thay vì tiêu diệt lẫn nhau. Ở cảnh cuối của part 1, Elsa theo lệnh của Mr. Gok đã tìm đến Lothar để ngỏ ý hợp tác. Liệu rằng câu chuyện sẽ chuyển biến theo tình huống nào? Liệu các Rangers có thể ngăn chặn âm mưu của Lothar và Mr. Gok? Các bạn hãy cùng theo dõi tập phim Thunderstorm để tìm hiểu kỹ hơn nhé! Thunderstorm là một tập phim xuất sắc nếu so với mặt bằng chung những bộ team up Power Rangers. Phim có một cốt truyện được xây dựng chặt chẽ, nhiều nút thắt, với lượng tình tiết vừa đủ và phân bố hợp lý cho hai tập phim. Bởi hai nhóm chiến đội cùng có một đội hình cơ bản với ba thành viên đỏ, xanh, vàng, nên phim đã cài cắm được những trận đấu hợp lý và chuẩn mực giữa hai nhóm chiến đội. Các cảnh hành động trong phim được triển khai khá tốt, trên nền kỹ xảo đẹp mắt và nhạc phim sôi động. Độ hoàn thiện của phim cũng rất tốt khi gần như không có những hạt sạn thừa thãi làm giảm đi cái hay của phim. Đặc biệt, đây có lẽ là tập team up có cảnh biến hình khiến mình ấn tượng nhất, với tổng thời lượng cho cảnh morphing sequence và roll call chỉ hết 43 giây. Nếu để nói về một điểm trừ khiến mình cảm thấy hơi đáng tiếc ở phim thì chỉ là việc Hunter, Black và Cam có hơi ít đất diễn nếu so với ba thành viên còn lại. Nhưng dù sao tiện chung lại, vì đã là một phần phim tương đối xuất sắc và trọn vẹn, Thunderstorm xứng đáng với vị trí số 2 trong bảng xếp hạng. Giờ là khoảnh khắc được các bạn mong chờ nhất, khoảnh khắc chúng ta cùng nhau tìm ra tập phim Team Up Power Rangers hay nhất trong số tất cả. Đứng ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng, vị trí mà tất cả các thành viên trong RTK Media chúng mình đều thống nhất quan điểm, đó là Once the Ranger, tập phim kỷ niệm 15 năm thương hiệu Power Rangers, nằm trong tập 20 và 21 của Power Rangers Operation Overdrive. Phần phim bắt đầu với cuộc chiến của Kamdor, Mirachik và tay sai của họ tại một viện bảo tàng. Các Overdrive Rangers dễ dàng trấn áp những tên phản diện này. Trước những thất bại liên tiếp khi đối đầu với các Rangers, một lời mời nặc danh đã chiêu mộ toàn bộ các phản diện của series Operation Overdrive về chung một địa điểm. Kẻ đã quần tụ các ân nhân này lại chính là Trax, con trai của Rita Repulsa và Lord Zedd, người từng quyết chiến trận đấu sống còn với Sentinel Knight nhưng đã bại trận và bị phong ấn trên mặt trăng. Xong, khi Sentinel Knight ngày một yếu đi, Trax ngày càng trở nên mạnh hơn và dần dần phá vỡ phong ấn. Hắn là kẻ đem cho mình mối thù rất lớn với các Power Rangers, nên đã thành công trong việc liên thủ toàn bộ tuyến phản diện trong bộ phim. Tất cả dàn ác nhân máu mặt nhất đều quy tụ, tuyên chiến với các Power Rangers. Không nằm ngoài dự đoán, những người hùng của chúng ta nhanh chóng thất thế dưới sự liên thủ này. Trax đã mượn sức mạnh của những tên phản diện để phá hủy hệ thống Morphing Grid mà các Rangers sử dụng, buộc họ mất đi khả năng biến thân. Giữa trận chiến tưởng chừng như sắp ngã ngũ, Sentinel Knight đã kịp thời xuất hiện giúp cho các Rangers có cơ hội rút lui. Không thể biến hình, xong, các Overdrive Rangers vẫn liều mình tới dãy đá Stonehenge để chiến đấu ngăn chặn Kamdor và Mick. Xong, nỗ lực của họ dường như không hề có tác dụng, họ tiếp tục bại trận một lần nữa. Ngay lúc đó, 5 Rangers tiền nhiệm đã xuất hiện ứng cứu. Bằng kỹ năng chiến đấu dày dạn của mình, họ dễ dàng đánh đuổi hai kẻ ác nhân kia phải rút lui. 5 người bọn họ là Tori, Kira, Breach, Sander và Adam. Trở về căn cứ của giáo sư Hartford, kỵ sĩ Sentinel xuất hiện. Chính ông là người đã chiêu mộ các Rangers tiền nhiệm quay trở về để ứng cứu cho các Overdrive Rangers trước tình thế cấp bách. Xong, ông cũng tuyên bố rằng 5 người bọn họ sẽ thay thế các Overdrive Rangers trở thành một chiến đội Power Rangers mới. Đối diện với việc bị trở thành người thừa trong cuộc chiến chống lại cái ác, nhóm Overdrive đã xin nghỉ để quay trở về cuộc sống bình thường. Liệu rằng mọi chuyện sẽ ra sao? Đây có phải là kết thúc của chiến đội Overdrive? Hãy cùng theo dõi tập phim này để khám phá nhé! Nhìn chung, có lý do cụ thể để Once a Ranger vươn lên đứng vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng này. Phim đã xây dựng một cốt truyện cực kỳ tốt, chia mạch phim ra làm hai tập để triển khai một cách trọn vẹn, đồng thời có cho mình một kẻ phản diện máu mặt, hoàn toàn áp đảo những người hùng của chúng ta. Phim còn khai thác tốt nội tâm của những Overdrive Rangers, từ giai đoạn họ chiến đấu như những người hùng của thế giới, tới khi mất đi sức mạnh và rồi bị thay thế bởi một nhóm chiến đội khác. Phim phần nào còn thể hiện khát vọng của những người anh hùng, mong muốn một cuộc sống bình thường, nhưng khi đứng trước nguy cơ của trái đất, họ sẽ lựa chọn như thế nào? Dù đã không còn khả năng để đương đầu với cái ác nữa, 6 người bọn họ có những cách riêng để bảo vệ trái đất, khẳng định đậm nét một triết lý trong câu khẩu hiệu Once a Ranger, Always a Ranger. Dẫu cho bạn là ai hay hoàn cảnh gặp phải như thế nào, chỉ cần bạn tiếp tục gánh trên vai trọng trách chiến đấu vì nhân loại, bạn vẫn là một Ranger. We're all happy to help. Once a Ranger, always a Ranger.
Điều này khiến cho hai tập phim One Stranger càng thể hiện rõ giá trị của sản phẩm kỷ niệm cho thương hiệu Power Rangers. Không những vậy, việc quy tụ từng Rangers tiêu biểu ở các nhóm chiến đội khác nhau về chung một đội cũng là một đặc sắc vô tiền khoáng hậu. Đặc biệt, phim nâng tầm nhân vật Adam Park trở thành đội trưởng của nhóm chiến đội mới, thay vì đưa về nhân vật Tommy Oliver, vốn đã là một người quá quen thuộc với các fan ruột của Power Rangers. Đó là một ưu điểm mà mình đánh giá rất cao ở bộ phim. Dưới cương vị anh cả đi đầu, Adam thực sự đã thể hiện tốt sự chín chắn dưới dạng kinh nghiệm của mình trước các đàn em. Cảnh chiến đấu cuối cùng trong phim tiếp tục được phân chia thời lượng rất tốt với hiệu ứng đẹp mắt và các cảnh hành động mãn nhãn. Dù là một bộ phim sản xuất trong thời kỳ Disney, song màn đấu tay đôi giữa Mighty Morphin Black Rangers và Trax chắc chắn đủ khiến cho các fanboy của thời kỳ Saban nói chung và fanboy của Mighty Morphin Power Rangers nói riêng cảm thấy nao lòng. Tựu chung lại, giữa hàng loạt các tập phim team up của Power Rangers, chúng mình nghĩ khó mà tìm được một tập phim team up nào xuất sắc hơn One Stranger, một sản phẩm trọn vẹn ở mọi mặt, xứng đáng cho vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Vậy trên đây là top 7 tập phim team up Power Rangers hay nhất mà nhóm chúng mình đã tổng hợp được. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của các thành viên trong nhóm đánh giá mà thôi. Nếu các bạn có suy nghĩ khác, đừng ngần ngại để lại bình luận ở bên dưới nhé. Nếu thấy video này hay, hãy like và share để nhiều người biết tới sản phẩm của RTK Media hơn nhé. Đừng quên subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!